Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em gửi cho khách xem chi tiết của bộ đèn led gầm trước xe Fortuner form 2017, 18, 19, 20 các bác nhé. Dùng chung hết ba thằng đời này thì dùng hết với nhau cả. Đó, sản phẩm thì là gồm hai cái cụm đèn gầm trước. Đấy, đấy, đây các bác này, nhìn rất là đẹp các bác. Cái này thì là thay thế cái cụm zin của nó, nhưng mà thêm cái chức năng là nó có đèn led đây. Vòng từ chỗ trắng này đến đây là nó là đèn led, đèn màu vàng, màu trắng tùy cái chế độ của các bác đấu lối. Đấy, đây nó có cái bộ khiển các bác nhé, bộ điều khiển, trung tâm điều khiển và các cái dây điện đầy đủ để các bác đấu lối. Đó, rất là đẹp các bác. Đó, rất là dễ lắp đặt, nó zin theo xe các bác, cứ tháo ra cái miếng cũ của nó như nào là các bác thay cái miếng mới này vào, thêm cái bộ phận đèn led này. Đó, địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác mua hàng là cứ đặt hàng liên hệ với em nhé. Bên em nhận giao hàng ship hàng toàn quốc. Vâng, cái gì cảm ơn các bác rất nhiều nhé.